Đại ngàn Tây Nguyên, nơi chúng tôi đi qua với dấu chân là mầm xanh và nhựa trắng. Vượt qua những ngày đầu khó khăn trên vùng đất đỏ Ba Gian, ẩn chứa đầy vết tích của chiến tranh, các buôn làng người đồng bào dân tộc thiểu số còn hoang sơ. Bằng tâm huyết, công sức và trí tuệ, với những bàn tay lao động cần cù sáng tạo, đến nay, vùng đồi núi đã hình thành những cánh rừng cao su rộng lớn, tạo nên một nghề mới, đó là nghề trồng khai thác mủ cao su trong một bộ phận dân cư của địa phương. 40 năm cây cao su có mặt tại vùng đất Tây Nguyên, trao kế sinh nhai, mang lại nguồn thu nhập, tiếp sức cho giấc mơ về một cuộc sống sung túc của buôn làng. Thành lập từ năm 1984, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển với bao thăng trầm cùng sự đóng góp của các thế hệ cán bộ công nhân viên. Đến nay, công ty cao su Chư Sê đang quản lý 7.535 hectare cao su với 977 cán bộ và người lao động, tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Công ty là dùng tất cả những cái nguồn lực, trong đó thì có cái quỹ phúc lợi để mà tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ đột xuất cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai hỏa hoạn, rồi là xây dựng những cái công trình phúc lợi như là thiết chế văn hóa, thể dục thể thao để nâng cao cái đời sống tinh thần cho người lao động. Công ty cũng đã rất là quan tâm và tham gia tốt cái công tác an sinh xã hội đối với lại địa phương. Thì trong đó đặc biệt là ngoài cái việc tạo cái công ăn việc làm, an sinh xã hội để mà xây dựng cái quê hương, cũng như là tổ chức tốt thực hiện tham gia cùng với địa phương xây dựng cái nông thôn mới. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã thực hiện rất tốt vai trò chuyển giao kỹ thuật về công tác trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su tại địa phương, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động, giải quyết an sinh xã hội, góp phần cùng với địa phương giữ vững an ninh quốc phòng. Ngày tôi vào làm trong công ty được 25 năm trước đây, tôi chưa vào làm trong công ty, cuộc sống gia đình, kinh tế luôn luôn gặp nhiều khó khăn. Sau khi được vào làm trong công ty, cuộc sống gia đình chúng tôi, kinh tế luôn luôn ổn định, con đi học tại trường đầy đủ. Mỗi khi gia đình gặp khó khăn, công đoàn đoàn thanh niên công ty luôn tạo điều kiện thăm hỏi kịp thời, động viên trong lúc khó khăn. Con Tum, dải đất cực Bắc Tây Nguyên rộng lớn, 40 năm trước còn hoang vu, bom mìn, dân cư thưa thớt, nay đã bạt ngàn màu xanh cao su với cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển. Ngày ấy, có nhiều ý kiến cho rằng đất Con Tum không phải là đất Ba Gian nên không trồng được cây cao su. Thông tin này đã gây hoài nghi trong lòng người dân địa phương. Họ lo ngại chuyện trồng cây cao su trên đất Con Tum là bất khả thi. Thế nhưng bằng tâm huyết, công sức và trí tuệ, những người mở cõi đã thành công đưa cây cao su lên đất Con Tum. Mới ngày nào, nghề làm cao su còn lạ lẫm với người dân, đến nay đã dần trở thành một ngành nghề truyền thống, bởi đã có nhiều thế hệ trong gia đình, ông bà, con cháu liên tiếp vào làm công nhân cao su. Hàng ngàn hộ dân, trong đó đa số là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã thoát nghèo nhờ vào sự phát triển cây cao su của công ty. Công ty cao su Con Tum hiện quản lý 9.357,55 hectare cao su, với 5.507 lao động, hộ nhận khoán liên kết là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%, công nhân là người đồng bào chiếm trên 61%. Việc đứng vững và trưởng thành của công ty trong suốt 40 năm qua đã góp phần khẳng định chiến lược phát triển cao su ở Tây Nguyên của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, giải quyết hài hòa mục tiêu kinh tế xã hội gắn với an ninh quốc phòng, môi trường sinh thái, góp phần nâng cao đời sống của một bộ phận lớn nhân dân địa phương. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của những công ty cao su vùng Tây Nguyên đã luôn gắn bó, vượt qua nhiều gian khó, tiếp bước vươn lên, như thế đứng của cây cao su để dòng nhựa trắng tuôn trào, mang lại cuộc sống ấm no nơi vùng cao đất nước.